Đối thoại với Thượng Đế. Conversation with God. Neil Donald Walsh. Năm 1993, năm 1994, dịch giả Anh hùng 123. Quyển 2. Lời nói đầu. Đây là một tài liệu rất đặc biệt. Nó là một thông điệp đến từ Thiên Chúa. Và trong đó, Thiên Chúa đề nghị một cuộc cách mạng về mặt xã hội, tình dục, giáo dục, chính trị, kinh tế và thần học trên hành tinh này. Những điều như thế chúng ta chưa bao giờ thấy và hiếm khi hình dung nổi. Đề nghị ấy được đưa ra trong bối cảnh những ước muốn cụ thể của chúng ta như là những cư dân của hành tinh này. Chúng ta đã nói rằng chúng ta muốn tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, muốn nâng cao tầm ý thức, tìm kiếm một thế giới mới mẻ hơn. Thiên Chúa sẽ không kết tội chúng ta cho dù chúng ta chọn lựa như thế nào đi nữa. Nhưng nếu chúng ta chọn điều này, Ngài sẽ muốn chỉ cho chúng ta con đường. Tuy nhiên, Ngài sẽ không buộc chúng ta phải nhận lấy những gợi ý ấy. Không bao giờ, mãi mãi đều không. Tôi thấy rằng những lời trong cuốn sách này lập tức gây ra sự cuốn hút, bức rứt, thách thức và nâng đỡ. Chúng thu hút ở chỗ, chúng làm tôi hụt hơi với tầm mức và biên độ của chúng. Chúng làm tôi bức rứt vì cho tôi thấy bản thân mình và cả nhân loại với tôi với một cách thức rất là bất ổn. Chúng thách đố ở chỗ, chúng đưa ra cho tôi những thách đố chưa ai từng nghĩ tới. Thách đố trở nên tốt hơn, thách đố trở nên lớn lao hơn, thách đố trở nên nguồn của một thế giới trong đó giận dữ, ganh tị, nhỏ nhen, rối loạn tình dục, bất quân bình kinh tế, những cái ngớ ngẩn trong giáo dục, bất bình đẳng trong xã hội và bí mật, ngụy biện chính trị và các trò chơi quyền lực không còn là một phần trong kinh nghiệm của loài người nữa. Chúng thật nâng đỡ vì chúng đưa ra niềm hy vọng rằng tất cả những điều này là có thể. Chúng ta có thể thực sự xây dựng một thế giới như thế không? Thiên Chúa nói rằng có thể, và tất cả những gì cần về phía chúng ta là chọn làm điều ấy. Cuốn sách này là một cuộc đối thoại thực sự với Thiên Chúa. Đây là cuốn thứ nhì trong bộ ba cuốn sách. Trong đó, chụp lại một cuộc đối thoại với Thiên Chúa đã kéo dài trên 5 năm và tiếp diễn cho tới ngày hôm nay. Bạn có thể không tin rằng chất liệu trong đây thực sự đã đến từ Thiên Chúa, và tôi không cần bạn phải tin là thế. Điều quan trọng với tôi chỉ là chất liệu trong cuốn sách này có giá trị nào không, có đem lại ánh sáng không, có gây ra chút thức ngộ nào, nhen nhúm lại chút ước mơ nào, hay có góp phần đưa đến chút thay đổi hữu ích nào trong đời sống thường ngày của chúng ta trên mặt đất hay không. Có chỗ biết rằng có điều gì đó phải thay đổi. Chúng ta không thể cứ tiếp tục như chúng ta ngày trước. Bộ ba cuốn đối thoại với Thượng Đế đã bắt đầu khi cuốn 1 trong bộ này được xuất bản vào tháng 5 năm 1995. Cuốn sách chủ yếu bàn đến những mối quan tâm có tính cá nhân, và nó đã thay đổi cuộc đời tôi, nó đã thay đổi cuộc sống của nhiều người. Trong vòng vài tuần lễ, nó trở nên một cuốn sách bán chạy đáng kinh ngạc, với mức độ phổ biến kỳ lạ. Vào cuối năm đầu tiên, nó bán được 12.000 cuốn một tháng, và càng ngày càng tăng. Dĩ nhiên, tác giả cuốn sách không phải người vô danh, và chính điều đó khiến cho tài liệu trở nên quá thu hút, quá mạnh mẽ. Tôi vô cùng cảm kích được làm một phần của quá trình này. Quá trình nhờ đó một số chân lý vĩ đại lại được ghi nhớ một lần nữa bởi hàng ngàn người. Cá nhân tôi rất hài lòng và hạnh phúc vì biết bao người đã tìm thấy được giá trị trong cuốn sách. Tôi muốn các bạn biết rằng thoạt đầu tôi lo lắng lắm. Có lúc tôi chợt nghĩ rằng những người khác có thể nghĩ rằng tôi khùng.
đang bị ảo tưởng về sự vĩ đại, hoặc là nếu họ có tin rằng những gì tôi viết là được gợi hứng từ Thiên Chúa, khi ấy họ sẽ thực sự làm theo lời khuyên trong đó. Và tại sao tôi lại sợ hãi về điều đó? Đơn giản thôi, tôi biết rằng mọi thứ tôi đã viết có thể sai lầm. Thế rồi, thư từ bắt đầu dồi về, những lá thư từ khắp nơi trên thế giới. Và khi ấy tôi đã biết, tầng thẳm sâu bên trong tôi biết, vậy là đúng rồi, đây chính là điều mà thế giới cần nghe vào đúng lúc. Dĩ nhiên, không hề có đúng và sai, ngoại trừ trong kinh nghiệm tương đối của hiền sinh chúng ta. Cho nên, điều tôi biết tôi muốn nói tới là cuốn sách đúng lúc sẽ tới người và điều chúng ta nói trên hành tinh này chúng ta muốn trở nên. Bây giờ đến cuốn 2 và tôi nhận thấy tôi lại một lần nữa rơi vào nỗi sợ hãi. Cuốn sách này bàn đến những phương diện lớn hơn trong đời sống cá nhân mỗi chúng ta, cũng như những vấn đề địa vật lý và địa chính trị có tầm mức toàn cầu. Vì thế, tôi cho rằng cuốn này sẽ chứa đựng nhiều thứ mà độc giả trung bình có thể không đồng ý, và vì thế tôi trở nên sợ. Tôi sợ bạn sẽ không thích điều bạn đọc ở đây. Tôi sợ rằng bạn sẽ làm cho tôi sai lầm về một số điều trong đó. Tôi sợ tôi sẽ trêu vào tổ ong vò vẽ, khuấy động một cơn bão, gây ra sóng gió. Và thêm nữa, tôi sợ rằng mọi thứ ở đây có thể sai lầm. Chắc chắn là tôi nên biết nhiều hơn là mang những nỗi sợ ấy. Sau cùng thì tôi đã không đọc cuốn sách đầu tiên của chính mình sao? Thì bạn có nó rồi đấy. Lại cái tính con người của tôi, bạn thấy đấy. Mục đích của tôi không phải là công khai bản ghi chép này để khuấy động mọi người. Tôi chỉ ước mong truyền đến bạn một cách trung thực và thẳng thắn điều Thiên Chúa đã truyền thông cho tôi. Khi trả lời những câu hỏi của tôi mà thôi, tôi đã hứa với Chúa rằng tôi sẽ làm thế, sẽ công khai những cuộc trò chuyện và tôi không thể thất hứa được. Bạn cũng không thể thất hứa. Rõ ràng bạn đã hứa để cho mọi suy nghĩ, ý tưởng và niềm tin của bạn bị liên tục thách thức. Rõ ràng bạn đã dấn sâu vào việc tìm kiếm sự trưởng thành liên tục. Chỉ có người nào có một sự dấn thân như thế mới cầm lên một cuốn sách như thế này. Vì thế, hình như chúng ta đều cùng dấn thân vào đó và không có gì phải sợ hãi. Chúng ta là chúng ta và chúng ta làm điều chúng ta làm như một kết quả của điều đó. Và tất cả những gì ta phải làm là trung thành với điều đó và không có gì phải sợ hãi. Điều mà tôi thấy bây giờ, điều mà tôi đoán rằng tôi đã biết từ lâu là chúng ta đều là những sứ giả. Bạn và tôi, nếu không phải, tôi đã không viết ra điều này. Và chắc chắn bạn cũng không đọc nó. Chúng ta là những sứ giả và chúng ta có việc để làm. Trước tiên, chúng ta phải bảo đảm rằng chúng ta hiểu rõ sứ điệp mà chúng ta được trao trong các cuốn đối thoại với Thượng Đế. Thứ đến, chúng ta phải tháp nhập sứ điệp ấy vào đời sống chúng ta để chúng thực sự hoạt động. Và thứ ba, chúng ta phải mang sứ điệp ấy đến với những người khác, đem chân lý trong ấy đến với những người mà chúng ta gặp gỡ bằng công cụ đơn giản và tế nhị và gương mẫu của chúng ta. Tôi vui mừng vì bạn đã chọn đi cùng hành trình này với tôi. Có bạn, đường đi sẽ dễ dàng hơn, vui hơn là không có bạn. Hãy cùng nhau bước đi qua những trang sách này nhé. Đôi khi có thể có chút khó chịu đấy. Không giống cuốn một đâu. Cuốn một là Thiên Chúa ôm lấy bàn, một vòng tay lớn ấm áp ôm lấy vai bàn. Cuốn hai vẫn là Thiên Chúa yêu thương, nhưng lắc nhẹ bờ vai ấy. Một tiếng gọi thức tỉnh,
một thách đố đi tới nấc tiếp theo. Bạn biết rồi, luôn luôn có một nấc tiếp theo. Tâm hồn bạn đã đi đến đây để tìm kiếm cái kinh nghiệm phong phú nhất, chứ không phải nghèo nàn nhất, lớn nhất, chứ không phải nhỏ nhất. Nó không phải muốn bạn dừng chân nghỉ lại, và trong khi chọn lựa vẫn luôn là của bạn. Tâm hồn bạn mong mỏi bạn sẽ không bao giờ tự mãn và cảm thấy đủ, và chắc chắn không bao giờ chìm vào vô cảm. Vì còn nhiều thứ phải thay đổi trong thế giới của bạn, quá nhiều thứ còn lại nơi chính bạn để cho bạn sáng tạo. Luôn có một đỉnh núi mới để leo, một biên giới mới để khám phá, một nỗi sợ mới để chinh phục. Luôn có một nơi rộng lớn hơn, một khái niệm lớn hơn, một cái nhìn rộng hơn. Thế nên cuốn này có thể có chút khó chịu hơn cuốn 1. Hãy ở lại với sự khó chịu nếu và khi bạn cảm thấy nó. Hãy ở trên tàu nếu nó bắt đầu lắc lư. Và rồi, hãy sống trong một phàm trù mới. Còn tốt hơn nữa, thông qua sự kỳ diệu và gương mẫu của chính đời sống của bạn, hãy giúp tạo nên một phàm trù mới đi. Neil Donald Walsh, March 1997. Chương 1. Cảm ơn bạn vì đã đến. Cảm ơn bạn vì đã có mặt ở đây. Bạn đến đây theo như đã hẹn. Đúng vậy. Nhưng dù vậy, bạn có thể không đến. Bạn có thể đã quyết định không đến. Thay vào đó, bạn đã chọn đến đây vào giờ đã hẹn, ở nơi đã hẹn, để cuốn sách này vào tay bạn. Vì thế, cảm ơn bạn. Bây giờ, nếu bạn đã làm tất cả những điều này một cách vô thức, thậm chí không biết mình đang làm gì và tại sao, thì một chút gì đó ở đây có lẽ là mầu nhiệm, và chút ít giải thích có lẽ là thích hợp. Hãy bắt đầu bằng việc giúp bạn lưu ý rằng cuốn sách này đã đến trong đời bạn vào lúc đúng nhất. Bây giờ bạn có thể không biết được điều ấy, nhưng khi bạn kết thúc với kinh nghiệm đang cất giữ cho bạn, bạn sẽ biết điều ấy chắc chắn. Mọi thứ đều xảy ra trong một trật tự hoàn hảo, và việc cuốn sách này đến trong đời bạn cũng không ngoại lệ. Điều bạn có ở đây là điều bạn đang kiếm tìm, điều mà vì nó bạn khắc khoải trong một thời gian dài. Điều bạn có ở đây là một điều mới nhất của bạn. Và đối với một số người trong các bạn, có lẽ là lần tiếp xúc đầu tiên và rất thật với Thiên Chúa. Đây là một cuộc tiếp xúc rất thật. Thiên Chúa sẽ trò chuyện thật sự với bạn ngay bây giờ thông qua tôi. Tôi sẽ không nói điều này một vài năm trước. Tôi nói điều ấy bây giờ vì tôi đã có cuộc đối thoại này, và vì thế tôi biết điều ấy là có thể xảy ra. Không chỉ là có thể mà nó còn đang xảy ra trong mọi thời điểm, cũng như cuộc đối thoại đang xảy ra ngay tại đây, ngay bây giờ. Điều quan trọng với bạn là hiểu rằng chính bạn đã một phần gây ra biến cố này, cũng như bạn đã làm cho cuốn sách này nằm trong tay bạn vào lúc này. Tất cả chúng ta đều là nguyên nhân trong việc tạo ra các biến cố trong đời mình, và chúng ta tất cả đều là những người đồng sáng tạo với một đấng sáng tạo vĩ đại. Trong việc tạo ra mỗi một hoàn cảnh đưa đến các sự kiện ấy, kinh nghiệm đầu tiên của tôi về việc trò chuyện với Thiên Chúa vì bạn đã xảy ra vào năm 1992-1993. Tôi đã viết cho Ngài một lá thư đầy tức giận
Trong đó tôi hỏi tại sao đời tôi đã trở thành một tượng đài của sự đấu tranh và thất bại đến như vậy. Trong mọi thứ, từ mối quan hệ lãng mạn của tôi cho tới đời sống làm việc, mối tương quan với con tôi, sức khỏe tôi, tất tần tật mọi thứ. Tôi không cảm nghiệm được gì khác ngoài vất vả, thất bại. Lá thư của tôi đòi phải biết được tại sao và điều gì cần phải có để làm cho cuộc sống chạy tốt hơn. Trong sự kinh ngạc của tôi, lá thư đã được trả lời. Trả lời như thế nào? Các câu trả lời ấy là gì? Tất cả đã trở nên một cuốn sách được xuất bản vào tháng 5 năm 1995 dưới tên gọi Những cuộc đối thoại với Thượng Đế cuốn 1. Có lẽ bạn đã từng nghe về nó, hoặc thậm chí đã đọc rồi. Nếu thế, bạn không cần mào đầu dài dòng chi cho cuốn sách này. Nếu bạn chưa được làm quen với cuốn đầu tiên, tôi hy vọng rằng bạn sẽ sớm làm quen, vì cuốn 1 vạch ra ở mức độ chi tiết hơn nhiều làm thế nào tất cả những điều này đã bắt đầu và trả lời cho nhiều câu hỏi về đời sống cá nhân của chúng ta. Những câu hỏi về tiền bạc, tình yêu, tình dục, Thiên Chúa, sức khỏe và bệnh tật, ăn uống, mối quan hệ, việc đúng và nhiều khía cạnh khác của kinh nghiệm đời thường của chúng ta. Tất cả những điều này sẽ không được đề cập ở đây. Nếu có một ơn, tôi có thể xin Chúa ban cho thế giới này vào lúc này. Đó sẽ là thông tin trong cuốn 1, đúng như tôi đoán, ngay trước cả khi ngươi xin, ta sẽ nhận lời, Thiên Chúa đã làm như thế rồi. Thế nên tôi hy vọng rằng, sau khi đọc cuốn này, hoặc thậm chí trước khi đọc xong, bạn sẽ chọn đọc cuốn đầu tiên. Tất cả chỉ là vấn đề chọn lựa thôi, cũng như chọn lựa tinh tuyền đã mang bạn tới với những lời ấy ngay lúc này. Cũng như chọn lựa tinh tuyền đã tạo nên mọi kinh nghiệm bạn đã có, một khái niệm đã được giải thích trong cuốn đầu tiên. Những đoạn đầu tiên của cuốn 2 đã được viết vào tháng 3 năm 1996 để mang đến một lời giới thiệu ngắn cho thông tin theo sau nó. Như trong cuốn 1, tiến trình nhờ đó thông tin này gửi đến cực kỳ đơn giản. Trên một tờ giấy trắng, tôi chỉ viết ra một câu hỏi, bất kỳ câu hỏi gì, vân vân. Thông thường là câu hỏi đầu tiên nảy sinh trong đầu tôi, và không bao lâu sau khi viết xong câu hỏi, câu trả lời sẽ hình thành trong đầu tôi, như thể ai đó đang thì thầm vào tai tôi vậy. Tôi đang viết chính tả. Ngoài trừ dòng mở đầu này, tất cả chất liệu trong cuốn sách này được đặt lên giấy trắng từ giữa mùa xuân năm 1993 và hơn một năm sau đó. Tôi muốn trình bày với các bạn bây giờ, đúng như nó đã đến từ tôi và được ban cho tôi. Đó là chủ nhật lễ phục sinh năm 1993, và như đã được chỉ dẫn, tôi ngồi đây, bút chì trong tay, sắp giấy trước mặt, sẵn sàng bắt đầu. Tôi cho rằng tôi sẽ nói với bạn, Thiên Chúa đã bảo tôi ngồi đây, chúng tôi có một cái hẹn, chúng tôi bắt đầu cuốn 2 trong ngày hôm nay, phần thứ 2 của một bộ 3 cuốn mà Thiên Chúa và tôi đang cùng nhau trải nghiệm. Tôi chưa có ý tưởng nào về việc cuốn sách này sẽ nói gì, hoặc thậm chí cả các chuyên đề chúng tôi sẽ đề cập tới cũng không. Bởi vì trong đầu tôi không có tí kế hoạch nào cho cuốn sách này. Không thể có được, tôi không phải là người quyết định những gì sẽ đi vào trong đó, mà là Thiên Chúa. Vào ngày Chủ nhật lễ phục sinh năm 1992, một năm trước ngày này, Thiên Chúa đã bắt đầu một cuộc đối thoại với tôi
Tôi biết điều đó nghe kỳ cục lắm, nhưng đó là điều đã xảy ra. Không lâu trước đây, cuộc đối thoại ấy đã kết thúc. Tôi được chỉ dẫn tìm một khoảng nghỉ ngơi, nhưng cũng được bảo là tôi có một cái hẹn để quay lại cuộc đối thoại vào hôm nay. Bạn cũng có một cuộc hẹn. Bạn đang giữ cuộc hẹn ấy ngay lúc này. Tôi biết rõ rằng cuốn sách này được viết không chỉ cho tôi, nhưng còn cho bạn thông qua tôi. Rõ ràng một điều là bạn đang tìm kiếm Thiên Chúa và lời đến từ Thiên Chúa trong một thời gian rất dài. Tôi cũng thế. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm Thiên Chúa. Đó luôn là cách tốt nhất để tìm kiếm Thiên Chúa cùng với nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm kiếm Thiên Chúa tách rời. Tôi nói thế là có hai ý. Tôi muốn nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta còn tách rời nhau vì bước đầu tiên trong việc thấy được rằng chúng ta không tách rời Thiên Chúa là thấy được chúng ta không tách rời nhau. Và bao lâu chúng ta còn chưa biết và nhận thức được rằng tất cả chúng ta là một, chúng ta không thể biết là nhận thức được rằng chúng ta và Thiên Chúa là một. Thiên Chúa không tách rời khỏi chúng ta, và chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta tách rời khỏi Thiên Chúa. Đó là một sai lầm phổ biến. Chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta tách rời khỏi nhau, và vì thế tôi phát hiện ra rằng cách nhanh nhất để tìm kiếm Thiên Chúa là tìm kiếm nhau, là ngừng trốn tránh nhau và dĩ nhiên dừng trốn tránh chính mình. Cách nhanh nhất để thôi không trốn tránh nữa là nói sự thật với mọi người vào mọi lúc. Hãy bắt đầu nói thật từ bây giờ và đừng bao giờ thôi. Hãy bắt đầu bằng việc nói với chính bạn sự thật về bản thân bạn. Rồi hãy nói với chính bạn sự thật về người khác. Tiếp đến là nói sự thật về chính bạn cho người khác, rồi nói sự thật về người khác cho người đó. Cuối cùng, hãy nói sự thật cho mọi người về mọi sự. Ấy là năm mức nói thật. Đây là con đường có năm khúc quanh đưa tới tự do. Sự thật sẽ giải phóng bạn. Cuốn sách này nói về sự thật, không phải sự thật của tôi, sự thật của Thiên Chúa. Cuộc đối thoại mở đầu giữa chúng tôi, Thiên Chúa và tôi đã kết thúc chừng một tháng trước. Tôi cho rằng lần này cũng diễn ra y như lần đầu thôi. Tức là tôi hỏi các câu hỏi và Thiên Chúa trả lời. Tôi nghĩ mình nên dừng lại và hỏi Thiên Chúa ngay bây giờ. Chúa nè, có phải đó là kiểu đối thoại sẽ diễn ra không? Đúng rồi, con cũng nghĩ như thế. Ngoài trừ một điều, trong cuốn này chúng ta sẽ đưa ra một số chủ đề chứ không phải con hỏi. Ta đã không làm thế nhiều trong cuốn đầu tiên, con biết rồi. Vâng, thế tại sao ngài lại thêm cả bước ngoặt ấy ở đây? Vì cuốn sách này được viết theo yêu cầu của ta. Ta đã yêu cầu con đến đây, như con đã chỉ ra đó. Cuốn sách đầu tiên là một dự án mà chính con bắt đầu. Với quyển đầu tiên, con có một lịch làm việc. Với cuốn này, con không có lịch làm việc ngoài trừ làm theo ý của ta. Vâng, đúng vậy. Nếu này, đó là một nơi rất tốt. Ta hy vọng con và những người khác sẽ đến nơi ấy thường xuyên. Nhưng con nghĩ rằng ý của ngài là ý của con, làm sao con có thể không thực hiện ý của ngài nếu nó giống như ý của con? Đó là một câu hỏi hóc búa và không phải là một khởi đầu tồi. Không hề tồi tí nào để chúng ta bắt đầu cuộc đối thoại này. Hãy lùi lại vài bước nhé. Ta chưa bao giờ nói rằng ý của ta là ý của con cả. Ồ, có chứ, ngài đã nói mà. Trong cuốn sách trước, ngài đã nói với con rất rõ ràng, ý của con là ý của ta. Đúng rồi, nhưng đó không phải là cùng một chuyện.
Không à, chắc ngài lừa con. Khi ta nói ý của con là ý ta, điều đó không đồng nghĩa với câu ý của ta là ý con. Nếu con lúc nào cũng thực hiện ý của ta, sẽ chẳng còn gì con phải làm để đạt tới giác ngộ nữa rồi. Quá trình đã xong, con đã đạt tới rồi. Ngày nào mà con không làm gì khác ngoài ý của ta, ngày ấy con đạt tới giác ngộ. Nếu con thực hiện ý của ta mọi năm tháng đời con sống, con cần gì phải dính dáng vào cuốn sách này bây giờ? Như vậy đã rõ là con chưa làm theo ý của ta. Thực ra hầu hết mọi lúc con thậm chí còn không biết ý của ta là gì nữa. Không biết sao? Không, con không biết. Vậy tại sao ngài không nói cho con biết ý ngài là gì? Ta còn nói đó chứ. Tại sao con không lắng nghe thôi? Tại con không lắng nghe thôi. Và khi con lắng nghe, con lại thật sự không nghe được. Khi con nghe được, con không tin điều con đang nghe. Và khi con thực sự tin điều con đang nghe, con không làm theo các chỉ dẫn gì cả. Bởi thế nên nói ý của ta là ý của con là rõ ràng không đúng tí nào. Đằng khác, ý của con là ý của ta. Trước hết, bởi vì ta biết nó. Thứ hai, vì ta chấp nhận nó. Thứ ba, vì ta thích nó. Thứ tư, vì ta yêu nó. Thứ năm, vì ta đón nhận nó và gọi nó là ý của ta. Điều này có nghĩa là con có tự do ý chí để làm như con muốn. Và ta biến ý của con thành ý của ta qua một tình yêu mến vô điều kiện. Vậy để cho ý của ta trở thành ý của con cũng hãy làm như vậy. Trước hết, con phải biết được nó. Thứ hai, con phải chấp nhận nó. Thứ ba, con phải ca ngợi nó. Thứ tư, con phải yêu mến nó. Cuối cùng, con phải gọi nó là ý của con. Trong toàn bộ lịch sử loài người, chỉ có một vài người trong số con đã từng làm như thế một cách kiên định. Một vài người đã hầu như luôn luôn làm như thế. Nhiều người đã làm điều đó nhiều lần. Một số đông người thỉnh thoảng làm điều đó. Và hầu như mọi người đã làm như thế rất ít lần, dù có một số người chưa bao giờ làm điều đó. Con thuộc vào loài nào trong đó? Chuyện ấy có quan trọng không? Con thuộc vào loài nào trong số đó từ bây giờ trở đi? Đó không phải là câu hỏi thích hợp sao? Đúng vậy, thì con trả lời thế nào? Con muốn thuộc vào nhóm đầu tiên. Con muốn biết và làm theo ý của ngài trong mọi lúc. Điều đó đáng khen ngợi, đáng khuyến khích lắm và có lẽ không thể làm được. Tại sao? Bởi vì con có quá nhiều thứ phải lớn lên trước khi con có thể nói điều đó. Nhưng ta bảo con điều này, con có thể tuyên bố điều đó. Con có thể vươn tới tình trạng Thiên Chúa. Con có thể có được món ăn liền này nếu con chọn. Sự trưởng thành của con không cần mất quá nhiều thời gian. Thì tại sao nó lại mất nhiều thời gian thế? Đúng vậy, tại sao thế? Con đang chờ đợi điều gì? Chắc hẳn con không tin là ta đang níu con lại chứ? Không, con biết rõ là con tự níu mình lại. Tốt lắm, minh bạch là bước đầu tiên để đi tới sự làm chủ. Con muốn có được sự làm chủ, làm thế nào có thể có được điều đó? Hãy tiếp tục đọc cuốn sách này đi. Đó chính là nơi ta đang mang con đến. Chương 2. Con không chắc là mình biết cuốn sách này sẽ đi đến đâu. Con không rõ bắt đầu từ đâu. Chúng ta có thời gian. Con phải đợi bao lâu nữa chứ? Con đợi cả 5 tháng từ khi viết xong chương đầu tiên tới giờ rồi. Con biết rằng người ta đã đọc và nghĩ rằng tất cả đã được viết một lèo không gián đoạn tí nào.
Họ không biết rằng 20 tuần đã tách biệt giữa chương 32 và 33 của cuốn sách này. Họ không hiểu rằng đôi khi giữa những phút cao hứng là cả một nửa năm. Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa đây? Đó không phải là điều ta muốn nói. Ta muốn nói rằng hãy lấy thời gian làm chủ đề đầu tiên, là một nơi xuất phát. Ồ vậy hả? Cũng được, nhưng trong khi chúng ta đi vào chủ đề, tại sao đôi khi lại cần mất cả tháng để hoàn thành có mỗi một đoạn? Tại sao những lần ngài đến với con lại cách xa đến thế? Con trai yêu mến và tuyệt vời của ta, ta không có để lâu giữa những lần viếng thăm đâu. Ta không bao giờ không ở với con, chỉ là con không có luôn luôn ý thức. Tại sao thế? Sao con lại không ý thức về ngài nếu ngài luôn ở đây nhỉ? Bởi vì cuộc sống của con bị lôi cuốn vào những thứ khác nữa. Hãy đối diện với nó đi. Con đã có 5 tháng rất bận rộn. Con bận thật. Đúng rồi, nhiều điều xảy ra quá. Và con đã coi những điều ấy quan trọng hơn ta. Con không cảm thấy điều đó là đúng với mình. Ta mời con nhìn vào những hành động của mình. Con tham gia rất sâu vào đời sống thể lý của con. Con ít chú ý đến tâm hồn mình. Đó là giai đoạn đầy thách đố mà. Đúng rồi, còn nhiều lý do nữa đã lôi kéo tâm hồn con vào vòng xoáy. Những tháng vừa qua hẳn đã trôi qua êm ả hơn nếu ta giúp đỡ. Thế nên liệu ta có thể đề nghị với con rằng chúng ta đừng để mất liên lạc được không? Con cố gắng để ở gần ngài, nhưng dường như con đã bị lạc, bị lôi kéo, như ngài đã nói vào bi kịch của chính con. Và rồi, cách nào đó, con không tìm thấy thời gian cho ngài, con không suy niệm, con không cầu nguyện, và con chắc chắn là không việc cái gì cả. Ta biết đó là một sự mỉa mai của cuộc sống. Khi con cần kết nối với ta nhiều nhất, con lại đi xa ra khỏi nó. Làm sao con có thể dừng lại không làm như thế được? Hãy dừng làm điều ấy lại. Đó là điều con vừa nói. Nhưng làm thế nào được? Con dừng làm điều ấy bằng cách dừng không làm điều ấy. Đâu có đơn giản như thế. Đơn giản thế đó. Con ước gì nó là thế. Con dừng làm điều ấy bằng cách dừng không làm điều ấy. Thế thì nó thật sự đơn giản như thế. Bởi vì điều con ước muốn là mệnh lệnh của ta. Hãy nhớ lấy, con yêu của ta, ước muốn của con là ước muốn của ta, ý muốn của con là ý của ta. Được rồi, ok. Vậy con mong rằng cuốn sách này sẽ hoàn thành vào tháng 3. Bây giờ là tháng 10, con không muốn có thêm những lỗ hổng 5 tháng nữa trong phần nội dung sắp tới. Vậy thì sẽ như thế thôi. Tốt rồi, trừ phi không như thế. Ôi trời, chúng ta có phải chơi cả trò này nữa không? Không. Nhưng cho đến giờ thì đó là mức độ con quyết định sống cuộc sống của con. Con cứ đổi ý hoài, hãy nhớ, cuộc sống là một tiến trình sáng tạo không ngừng nghỉ. Con tạo ra thực tại của con trong từng giây phút. Con quyết định con chọn ngày hôm nay thường không phải là lựa chọn của con ngày mai. Nhưng đây là một bí mật của các bậc đại sư. Cứ chọn cùng một thứ thôi. Lặp đi lặp lại à, một lần thôi có đủ không? Lặp đi lặp lại cho đến khi ý muốn của con hiện hiện trong thực tài của con. Với một vài người, điều ấy có thể mất vài năm. Với một số, vài tháng. Với những người khác, vài tuần. Với những người đạt tới mức tinh thông, chỉ mất vài ngày, vài giờ, thậm chí vài phút. Với các bậc đại sư, sáng tạo là tức thời. Con có thể nói con đang trên đường tiến tới bậc này khi con nhìn thấy hố ngăn cách đang đọng lại giữa ý muốn và kinh nghiệm. Ngài nói,
Quyết định con chọn ngày hôm nay thường không phải chọn lựa của con vào ngày mai. Thế nghĩa là sao? Có phải ngài muốn nói chúng con đừng bao giờ nên đổi ý? Cứ đổi ý như con muốn, nhưng hãy nhớ rằng với mỗi thay đổi trong tâm trí con kéo theo sự đổi hướng của toàn thể vũ trụ đấy. Khi con quyết định về một điều gì, con đặt cả vũ trụ vào trong chuyển động. Các sức mạnh nằm ngoài khả năng hiểu biết của con, tinh tế và phức tạp vượt xa điều con có thể tưởng tượng. Tất cả đều tham dự vào một quá trình mà những động cơ phức tạp trong đó con chỉ mới bắt đầu tìm hiểu mà thôi. Những lực lượng ấy và tiến trình này, tất cả là thành phần của mạng lưới kỳ diệu của những năng lượng tương tác. Bao giờ toàn thể hiện sinh mà con gọi là cuộc sống, bao gồm toàn thể hiện sinh mà con gọi là cuộc sống, về bản chất, chúng là ta. Đọc lại, những lực lượng ấy và tiến trình này, tất cả là thành phần của mạng lưới kỳ diệu của những năng lượng tương tác, bao gồm toàn thể hiện sinh mà con gọi là cuộc sống, về bản chất, chúng là ta. Vậy khi con đổi ý thì con đang làm khó cho ngài, có phải không? Không có gì là khó đối với ta, nhưng con có thể làm cho mọi sự nên rất khó khăn cho chính bản thân con. Vì thế, hãy chỉ nên có một ý muốn và một mục tiêu duy nhất cho một sự việc, và đừng sao nhãng khỏi nó cho đến khi con đã tạo ra nó trong thực tại. Hãy tập trung. Đây là ý nghĩa của điều gọi là nhất trí. Nếu con chọn một điều gì, hãy chọn nó với tất cả sức mạnh, với cả tâm hồn con. Đừng nhút nhát, hãy tiếp tục đi, tiếp tục hướng về nó. Hãy quyết tâm. Đừng trả lời bằng một tiếng không. Đúng vậy. Nhưng nếu không là câu trả lời đúng thì sao? Nếu điều chúng con muốn lại không hợp với chúng con, không tốt với chúng con, không nằm trong mối quan hệ, không nằm trong mối quan tâm đặc biệt của chúng con thì sao? Khi ấy, ngài sẽ không ban cho chúng con, đúng không? Sai rồi, ta sẽ ban cho con bất cứ điều gì con gọi ra, dù nó tốt hay xấu cho con. Con đã nhìn vào cuộc sống con về sau này chưa? Nhưng con được dạy rằng chúng con không thể luôn có điều chúng con muốn, rằng Thiên Chúa sẽ không ban cho chúng ta điều nó không, vì điều tốt đẹp nhất của chúng con. Nhưng con được dạy rằng chúng con không thể luôn có điều chúng con muốn, rằng Thiên Chúa sẽ không ban cho chúng ta nếu nó không vì điều tốt đẹp nhất của chúng con. Điều là, đó là điều người ta nói với con khi họ muốn con không bị thất vọng trước một kết quả nào đó. Trước tiên, hãy trở lại để làm rõ mối quan hệ của chúng ta đã. Ta không cho con một điều gì mà con gọi nó ra. Cuốn 1 giải thích chính xác con làm điều này như thế nào với chi tiết khá rõ. Thứ hai, ta không xét đoán về điều con gọi ra. Ta không gọi một điều nào là tốt hay xấu đâu. Cả con nữa, cố gắng đừng làm như vậy. Con là một hữu thể sáng tạo được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Con có thể chọn bất cứ điều gì, nhưng con có thể không có được bất cứ điều gì con muốn. Thực ra, con sẽ không bao giờ có được bất cứ điều gì con muốn, nếu con muốn nó quá mức. Con biết, ngài đã giải thích điều đó trong cuốn 1 rồi. Ngài nói rằng, hành vi muốn một điều gì đó đẩy xa nó ra khỏi mình. Đúng rồi, và con có nhớ vì sao không? Vì tư tưởng là sáng tạo, và tư tưởng muốn một điều gì đó là một lời tuyên bố với vũ trụ, một lời tuyên bố về một sự thật mà vũ trụ khi ấy tạo ra thực tài của con. Chính xác, con đã học được rồi, con đã hiểu.
Được lắm. Đúng, nó hoạt động như thế đấy. Ngay lúc con nói, con muốn một điều gì? Vũ trụ nói, quả thật con thiếu, và cho con chính cái kinh nghiệm ấy, kinh nghiệm muộn nó. Bất cứ điều gì con đặt sau từ tôi đều trở nên mệnh lệnh sáng tạo của con. Ông thần đèn trong chai là ta, hiện diện chỉ để vâng phục. Ta tạo ra điều con gọi ra. Con gọi ra đúng cái mà con nghĩ, con cảm thấy và nói. Đơn giản như thế thôi. Vậy ngài hãy nói lại với con đi. Tại sao cần quá nhiều thời gian như thế để con tạo ra thực tài mà con chọn? Vì một số nguyên nhân. Vì con không tin rằng con có thể có được điều con chọn. Vì con không biết phải chọn cái gì. Vì con cứ tìm cách hình dung ra cái gì tốt nhất cho con. Vì con muốn bảo đảm trước rằng mọi chọn lựa của con sẽ là tốt. Và vì con đổi ý hoài. Để xem con có hiểu không nhé. Con không nên tìm cách hình dung ra điều gì là tốt nhất cho con à. Tốt nhất là một hàng từ so sánh, tùy thuộc vào hàng trăm biến số. Điều ấy làm cho các lựa chọn trở nên khó khăn. Chỉ nên có một xem xét khi đưa ra quyết định. Đây có phải là lời khẳng định con là ai không? Đây có phải là một lời loan báo người mà con chọn trở nên không? Cả cuộc sống này hãy là một lời loan báo như thế. Trong thực tế, cuộc sống là như thế. Con có thể cho phép sự loan báo ấy được thực hiện một cách tình cờ hay qua chọn lựa. Một cuộc sống được sống bởi chọn lựa là một hành động có ý thức. Một cuộc sống được sống bởi tình cờ là một cuộc sống phản ứng vô thức. Phản ứng là thế đó, một hành động con đã làm trước đây. Khi con phản ứng, điều con làm là đánh giá dữ liệu đưa vào. Tìm trong ngân hàng ký ức của mình cái kinh nghiệm tương tự hoặc gần giống và hành động theo cách con đã làm trước đây. Đây tất cả là công việc của trí óc chứ không phải của linh hồn. Linh hồn con muốn con tìm kiếm trong ký ức của nó để xem con có thể tạo ra một kinh nghiệm thực sự độc đáo về con trong giây phút hiện tại. Đây là kinh nghiệm hỏi lòng mà con rất hay nghe nói tới, nhưng con phải mất trí đúng nghĩa đen để có thể thực hiện được. Khi con dành thời gian của mình để tìm cách hình dung ra điều gì là tốt nhất cho con, điều con đang làm chỉ là xài thời gian. Tiết kiệm thời gian thì tốt hơn là tiêu xài phung phí nó. Cách tiết kiệm thời gian tốt nhất là mất trí. Các quyết định được đạt tới nhanh chóng, các lựa chọn được kích hoạt ngay vì linh hồn con tạo ra chỉ từ kinh nghiệm hiện tại, không có xem xét lại, phân tích và phê bình các cuộc hồi ngộ trong quá khứ. Hãy nhớ điều này, linh hồn thì sáng tạo, trí óc thì phản ứng, linh hồn trong sự khôn ngoan của nó biết rằng kinh nghiệm con đang có trong giây phút này là một kinh nghiệm được Thiên Chúa gửi đến cho con trước khi con ý thức một chút nào về nó. Đây là điều được ngụ ý trong cụm từ kinh nghiệm hiện tại. Nó trên đường đi tới con, thậm chí khi con đang tìm kiếm nó, vì trước khi con xin, ta đã trả lời con rồi. Mọi giây phút hiện tại là một quà tặng sang trọng từ Thiên Chúa. Đó là lý do vì sao con được gọi là quà tặng. Linh hồn bằng trực giác tìm kiếm hoàn cảnh và tình huống hoàn hảo ngay lúc này cần đến để chữa lành tư tưởng sai lầm và mang con tới kinh nghiệm thích hợp về người mà con thực sự là. Đó là ước muốn của linh hồn, muốn mang con trở về với Thiên Chúa, đem con trở về nhà với ta. Ý định của linh hồn là biết được chính nó bằng trải nghiệm và nhờ đó biết ta. Vì linh hồn hiểu rằng con và ta là một,
Cho dù trí óc phủ nhận chân lý này và cơ thể thực hiện việc phủ nhận này, vì thế vào những thời điểm quyết định quan trọng, hãy mất trí và thay vào đó, hãy hỏi lòng mình. Linh hồn hiểu được điều mà trí óc không thể nào chứa đựng. Nếu con dành thời gian để tìm cách hình dung điều gì là tốt nhất cho con, các chọn lựa của con sẽ mang tính cẩn thận. Các quyết định của con sẽ được chọn mãi mãi và hành trình của con sẽ được phóng đi trên một đại dương những chờ đợi. Nếu con không cẩn thận, con sẽ chết đuối trong những kỳ vọng của mình. Wow, thật là một câu trả lời quả đả. Nhưng làm thế nào để con lắng nghe linh hồn mình? Làm sao con biết được con đang nghe cái gì? Linh hồn nói với con trong những cảm giác. Hãy lắng nghe cảm giác của mình, đi theo các cảm giác, tôn trọng các cảm giác. Nhưng tại sao dường như đối với con, các cảm giác chính là cái gây cho con nhiều rắc rối nhất? Vì con đã dặn nhàn cho sự trưởng thành là rắc rối và đứng yên một chỗ là an toàn. Ta bảo con điều này, các cảm giác của con sẽ không bao giờ đưa con vào rắc rối. Bởi vì các cảm giác ấy là sự thật của con. Nếu con muốn sống một đời sống mà trong đó con không bao giờ đi theo cảm giác của mình, nhưng mọi cảm giác đều được lọc qua cổ máy trí óc của con, hãy đi mà sống như thế. Hãy chọn lựa các quyết định dựa trên phân tích tình huống của trí óc, nhưng đừng tìm kiếm niềm vui trong những cơ chế như vậy, và cũng đừng mong thưởng thức người mà con thật sự là. Hãy nhớ điều này, sự thưởng thức đích thực thì không suy tính. Nếu con lắng nghe linh hồn mình, con sẽ biết được cái gì là tốt nhất cho con. Bởi vì điều tốt nhất dành cho con là cái đúng với con. Khi con hành động chỉ bởi vì điều đúng với con đi thuần đường. Khi con tạo ra một kinh nghiệm dựa trên sự thật bây giờ của con, thay vì phản ứng với một kinh nghiệm dựa trên sự thật trong quá khứ, con tạo ra một con mới. Tại sao lại phải mất nhiều thời gian như thế để tạo ra cả thực tài cho con chọn lựa? Đây là lý do vì con không sống sự thật của con. Hãy biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng con. Nhưng một khi con biết được sự thật, đừng tiếp tục đổi ý về nó. Đây là trí óc con đang tìm cách hình dung ra điều tốt nhất. Dừng lại đi, hãy đi ra khỏi trí óc con. Hãy quay về lại với các cảm giác. Đó là điều được ngụ ý trong câu quay về với cảm giác của con. Đó là sự trở về với điều con cảm thấy, không phải điều con nghĩ. Suy nghĩ của con chỉ là thế thôi. Những suy nghĩ, những cơ cấu trong trí, những sáng tạo được tạo nên bởi trí óc. Những cảm giác của con bây giờ chúng là thật. Cảm giác là ngôn ngữ của linh hồn, và linh hồn con là sự thật của con. Thế đó, bây giờ thử hỏi mỗi ràng buộc ấy, tất cả có phải vì con không? Điều này có nghĩa là chúng ta phải bày tỏ cả cảm xúc của mình, cho dù chúng tiêu cực hoặc phá hoại. Cảm xúc thì không tiêu cực cũng không phá hoại, chúng là sự thật đơn thuần. Vấn đề là cách diễn tả sự thật của con thôi. Khi con diễn tả sự thật của con với lòng yêu mến, các hậu quả tiêu cực và phá hoại hiếm khi xảy ra. Và khi xảy ra, thường là vì có ai khác đã chọn cảm nghiệm sự thật của con theo hướng tiêu cực và phá hoại. Trong trường hợp ấy, có lẽ con không thể làm gì để tránh được cái kết quả ấy đâu. Chắc chắn, việc không bày tỏ sự thật của con khó có thể được coi là thích hợp. Nhưng người ta thường hay làm thế.
Họ quá sợ hãi việc gây ra hoặc đối diện với sự khó chịu có thể có, nên họ che giấu hoàn toàn sự thật về họ. Hãy nhớ điều này, dù một thông điệp được đón nhận như thế nào không quan trọng lắm, cho bằng nó được gửi đi như thế nào. Con không thể chịu trách nhiệm về việc một người khác chấp nhận sự thật về con như thế nào. Con chỉ có thể bảo đảm nó được truyền đạt tốt như thế nào mà thôi. Và khi nó tốt như thế nào, ta không chỉ muốn nói rõ ràng như thế nào, ta muốn nói tới mức độ yêu thương, thông cảm, nhạy bén, can đảm và trọn vẹn như thế nào nữa. Điều này không dành chỗ cho một nửa sự thật độc ác, hoặc thậm chí sự thật trần trụi. Nó có nghĩa là sự thật, toàn bộ sự thật, không có gì khác ngoài sự thật. Thề có Chúa. Chính cái câu thề có Chúa đã đem đến những phẩm chất yêu thương và thông cảm của Chúa. Vì ta sẽ luôn giúp con truyền đạt bằng cách này nếu con yêu cầu ta. Vậy thì được rồi, hãy diễn tả cái mà con gọi là những cảm xúc tiêu cực nhất của con. Nhưng đừng diễn tả một cách phá hoại, không bày tỏ, tức là đẩy ra ngoài những cảm xúc tiêu cực thì không phải làm cho chúng mất đi được, chỉ giữ chúng lại bên trong. Sự tiêu cực bị giữ lại bên trong làm hại cơ thể và thêm gánh nặng cho linh hồn. Nhưng nếu một người khác nghe được mọi suy nghĩ tiêu cực của ngài về họ, điều đó sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ. Cho dù những suy nghĩ ấy được diễn tả một cách yêu thương đến thế nào đi nữa. Ta đã nói là bày tỏ, đẩy ra, dứt bỏ các cảm giác tiêu cực của con, chứ ta không nói làm thế nào hoặc với ai. Mọi cái tiêu cực cần được chia sẻ với người khác, với người mà với họ con cảm thấy tiêu cực. Chỉ cần thiết phải truyền đạt những cảm xúc ấy với người khác, khi không làm điều ấy sẽ làm hại sự nhất quán của con hoặc gây cho ai đó tin vào cái không thật. Sự tiêu cực không bao giờ là dấu hiệu của sự thật tối thượng, ngay cả khi nó có vẻ là sự thật về con vào giờ phút này. Nó có thể xuất phát từ một phần chưa được chữa lành của con, thực tế là nó luôn sinh ra từ đó. Đó là lý do tại sao việc lấy ra, phóng thích những cái tiêu cực lại quan trọng dường ấy. Chỉ có bằng cách từ bỏ chúng, đặt chúng ra ngoài, đặt ra trước mặt con, cho con mới có thể nhìn thấy chúng rõ ràng, đủ để biết liệu con có thực sự tin vào chúng hay không. Con đã nói đủ mọi thứ, những điều xấu xa, chỉ để phát hiện ra rằng, một khi đã nói ra, chúng không còn cảm thấy đúng nữa. Con đã bày tỏ đủ mọi cảm xúc, từ sợ hãi, giận dữ đến điên cuồng, chỉ để khám phá ra rằng, một khi đã được diễn tả ra, chúng không còn thể hiện điều con thực sự cảm thấy nữa. Như thế, cảm giác có thể đánh lừa, cảm xúc là ngôn ngữ của linh hồn. Nhưng con phải chắc chắn là con lắng nghe những cảm xúc thật của mình, chứ không phải những cái giả mạo được xây dựng trong tâm trí con. Ôi trời, vậy bây giờ con thậm chí không còn tin vào cảm giác của mình nữa. Tuyệt quá, con đã tưởng rằng đó là đường dẫn tới sự thật cơ đấy. Con tưởng rằng đó là điều ngài đang dạy con. Nó là, ta là, nhưng hãy lắng nghe vì nó phức tạp hơn con tưởng. Một số cảm xúc là cảm xúc thật, tức là những cảm xúc được sinh ra trong linh hồn, và một số là giả mạo. Chúng được xây dựng nên trong đầu con. Nói cách khác, chúng không phải là cảm xúc tí nào, chúng là những ý nghĩ hóa trang thành cảm xúc. Những ý nghĩ ấy được dựa trên kinh nghiệm trước đây của con,
và trên kinh nghiệm quan sát được của những người khác, con thấy ai đó nhăn nhó khi bị nhổ răng, con liền nhăn nhó khi bị nhổ răng. Có thể thậm chí nó không đau, nhưng con cứ nhăn nhó. Phản ứng của con không liên hệ gì tới thực tại, chỉ có con nhận thức về thực tại như thế nào, dựa trên kinh nghiệm của những người khác hoặc dựa trên điều gì đó xảy ra cho con trước đây. Thách đố lớn lao nhất của con là người ở đây lúc này. Thôi không dừng chuyện nữa, hãy ngừng tạo ra những ý nghĩ về một thời điểm trước đây, một thời điểm mà con đã gửi cho chính con trước khi con có một ý nghĩ về nó. Hãy ở trong cái tức thời, hãy nhớ con đã gửi cho bản ngã của con cả thời điểm này như một quà tặng, giây phút chứa đựng một hạt giống của sự thật vĩ đại. Đó là một sự thật mà con ước mong ghi nhớ. Nhưng khi thời điểm đã đến, con lập tức bắt đầu xây dựng những ý nghĩ về nó. Thay vì sống trong thời điểm đó, con đứng ra bên ngoài và con đứng ra bên ngoài nó và xét đoán nó. Thế rồi con hành động lại, react. Tức là con đã hành động như con đã hành động trước đó. Bây giờ hãy nhìn vào hai từ ngữ này, reactive, phản ứng, và creative, sáng tạo. Nhận ra rằng chúng là cùng một từ, chỉ có chữ C đã đổi chỗ. Khi con see mọi thứ một cách đứng đắn, con trở nên sáng tạo thay vì chỉ phản ứng. Rất thông minh. Thì Thiên Chúa vốn thông minh mà. Nhưng con thấy đấy, điểm mà ta đang tìm cách nhận mạnh là khi con đến với mỗi giây phút trong cách, khi con đến với mỗi giây phút một cách trong sáng, không có ý nghĩ nào đi trước về nó, con có thể tạo ra người mà con là, thay vì làm lại người mà con đã là trước đây. Đời sống là một tiến trình sáng tạo, còn con lại đang sống nó như thể đó là một tiến trình làm lại. Nhưng làm thế nào con người có lý trí lại có thể lờ đi kinh nghiệm trước đó của mình vào lúc điều gì đã xảy tới? Không phải là điều bình thường sao? Nếu nhớ lại mọi điều mình biết về chủ thể và đáp trả từ đó, việc ấy có thể là bình thường nhưng không tự nhiên. Bình thường có nghĩa là một điều gì đó thường được làm. Tự nhiên là cái con là khi con không tìm cách trở nên bình thường. Tự nhiên và bình thường không phải là cùng một thứ. Trong bất kỳ một giây phút đã cho, con có thể làm điều con thường làm, hoặc con có thể làm điều xảy đến cách tự nhiên. Ta bảo con điều này, không gì tự nhiên hơn yêu mến. Nếu con hành động một cách yêu mến, con sẽ hành động tự nhiên. Nếu con phản ứng một cách sợ hãi, oán giận, có lẽ con đang hành động như thông thường, nhưng con sẽ không bao giờ hành động một cách tự nhiên đâu. Làm thế nào con có thể hành động với lòng yêu mến khi tất cả kinh nghiệm trước đây của con là hét lớn vào mình rằng một giây phút nào đó có cơ may tổn thương? Hãy quên đi kinh nghiệm trước đây của con và đi vào giây phút ấy. Hãy ở đây lúc này. Hãy xem có gì đang làm việc ngay lúc này trong việc tạo mới chính bản thân con. Hãy nhớ, đây là điều con đang làm ở đây. Con đã đến với thế giới này bằng cách này, vào lúc này, tại nơi này, để biết được người mà con là và tạo ra người mà con muốn là. Đây là mục đích của cả cuộc sống. Cuộc sống là một tiến trình sáng tạo, và tiến trình ấy đang diễn ra và không bao giờ chấm dứt. Con liên tục tái tạo bản thân theo hình ảnh của ý niệm cao nhất tiếp tục của con về chính mình. Nhưng điều đó không giống với một người nhảy ra từ tòa nhà cao nhất
bảo đảm rằng anh ta có thể bay hay sao? Anh ta đã quên hết kinh nghiệm trước đó của mình và kinh nghiệm quan sát được từ những người khác, và nhảy ra khỏi tòa nhà trong khi tuyên bố: "Con là Thiên Chúa." Việc ấy xem ra không thông minh lắm. Và ta bảo con điều này, người ta đã đạt được những kết quả con vĩ đại hơn cả bay. Người ta đã chữa lành bệnh tật, họ đã làm cho kẻ chết sống lại. Có một người đã làm được. Con nghĩ chỉ có một người đã được ban cho những quyền năng ấy trên vũ trụ vật lý sao? Chỉ có một người đã thể hiện điều ấy thôi. Không phải thế đâu, thế ai đã rẽ biển đỏ ra? Thiên Chúa. Đúng vậy, nhưng ai đã kêu Thiên Chúa làm điều đó? Most. Chính xác. Thế còn ai đã kêu gọi ta chữa lành bệnh tật, phục sinh kẻ chết? Jesus. Đúng, đúng. Bây giờ con có nghĩ rằng điều Most và Jesus đã làm, con không thể làm phải không? Nhưng họ không làm điều ấy, họ xin Ngài làm, chuyện ấy khác mà. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cơ cấu của con vậy. Và con có nghĩ rằng con có thể, và con có nghĩ rằng con không thể nào xin ta làm những điều kỳ diệu tương tự. Con nghĩ mình có thể, và ta sẽ ban chúng. Con không biết nữa, đó là sự khác nhau giữa con và Moses. Đó là cái tách rời của con với Jesus. Nhiều người tin rằng nếu họ xin nhân danh Jesus, Ngài sẽ đáp ứng yêu cầu của họ. Đúng, nhiều người tin vào điều đó. Họ tin rằng họ không có quyền, nhưng họ đã thấy, hoặc tin rằng những người khác đã thấy quyền năng của Jesus. Vì thế họ xin nhân danh ông, ngay cả cho dù ông đã nói: "Tại sao con ngạc nhiên? Những điều ấy và còn hơn thế nữa, con cũng sẽ làm." Nhưng người ta không thể tin được. Nhiều người không tin cho đến bây giờ. Tất cả con đều hình dung mình không xứng. Vì thế con xin nhân danh Jesus hoặc Đức Mẹ Đồng Trinh, học hoặc Thánh Quang Thầy này nọ, hoặc Thần Mặt Trời, hoặc Tinh Thần của Phương Đông. Con muốn sử dụng tên và cơ thể của một người nào đó ngoài trừ con. Nhưng ta bảo con điều này, hãy xin và con sẽ nhận được. Hãy tìm và con sẽ thấy. Hãy gõ cửa và cửa sẽ mở ra cho con. Hãy nhảy ra khỏi tòa nhà và bạn sẽ bay. Đã có những người bay lên trời, con có tin chuyện này không? À, con có nghe về điều đó. Những người đi xuyên qua tường, thậm chí rời bỏ thân xác họ.